Hắc ám Tây Du hồi thứ 49, thập diện mai phục. Nhìn thấy trước mắt, huyễn yêu đảo xanh tươi tốt, Tôn Ngộ Không cũng cẩn trọng không dám lập tức đi xuống. Nếu như tùy tiện khinh cử vọng động, rất có thể sẽ lọt vào sự công kích của yêu mộng tộc. Cũng giống như tình cảnh tại cực bắc băng nguyên, Tôn Ngộ Không vốn là không sợ hãi phải giao tranh, chỉ bởi vì không muốn chuốc thêm phiền phức. Ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, vì muốn cầu ngũ thải thần thạch nên mạo muội tìm đến nơi này. Liên tục gọi to 3 tiếng, cuối cùng, từ phía trung tâm huyễn yêu đảo từ từ bốc lên một đoàn khói bụi mịt mù. Đám bụi khí này dần dần hình thành một nhân hình cự đại khổng lồ. Người này lập tức mở miệng nói, người tới có phải chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Đứng từ xa, Tôn Ngộ Không cũng nghiêm giọng đáp, đúng vậy. Xin mời Đại Thánh hãy đến bản doanh của huyễn yêu đảo ta một lần. Nói xong, cự nhân đột nhiên lắc mình, khói bụi theo làn gió xanh cứ thế tán đi. Xem ra con đường này cũng không khó đi như ta nghĩ. Tôn Ngộ Không khẽ lắc đầu, liền lộn nhào một vòng, đáp xuống hòn đảo. Thời khắc, chính thức chạm chân lên mặt đất mới có thể chính thức mục thị rõ ràng hòn đảo to lớn này. Từ trên không trung mà nhìn lại, cái mà hòn đảo này lộ ra cũng chỉ đến mức là dị thường rậm rạp. Nhưng khi hoàn toàn dừng chân lên đảo, mới phát hiện nơi này cây cối 10 phần to lớn. Đây mới thật sự là tham thiên cự thụ. Trên hoa quả sơn cũng có thể xem là có không ít cổ cây đại thụ. Thế nhưng, nếu so sánh với nơi này, chẳng khác gì lấy quạ con mà so sánh với phượng hoàng, thật là hổ thẹn. Tất cả cây cối ở đây đều nguyên thủy to lớn, khiến cho người ta có cảm giác mình thật là nhỏ bé. Rõ ràng chỉ là cự thụ, thế nhưng đối mặt với nơi này đã đem đến cho Tôn Ngộ Không một tinh thần đầy sức mạnh. Hỏa nhãn kim tinh tức tốc phát động, tỉ mỉ soi xét, cũng chỉ là cây cối bình thường. Không hiểu tại sao lại sinh ra cảm giác này, nhưng thật ra cũng chẳng cần thiết phải suy nghĩ nhiều. Ngón tay nhất động, kim cô bổng đột nhiên xuất hiện từ hư không. Xoay tròn một cái, Tôn Ngộ Không đã vác nó lên vai. Lúc này, Hầu Vương mới buông lỏng được một hơi. Từ khi đôi chân dẫm lên huyễn đảo này, Tôn Ngộ Không liền cảm nhận thấy bản thân đã có chút mất tự nhiên. Chưa kể dường như phảng phất xung quanh ẩn hiện sát khí mờ nhạt. Thật chẳng khác chi, mình là một con chuột nhắt đang bị một bầy mèo hoang bao vây tứ phía. Dương mắt nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng con mồi. Tình cảnh này đem đến một cảm giác tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể tang mệnh tại đây. Chỉ bao nhiêu đó đã khiến Tôn Ngộ Không phải 10 phần chán ghét. Cầm chắc lấy kim cô bổng trong tay, sát khí xung quanh cũng dường như thuyên giảm đi một phần. Thế nhưng, nó vẫn cứ không ngừng quẩn quanh, khiến Tôn Ngộ Không rất khó chịu. Lập tức dò xét qua thân thể một chút, Hầu Vương không chút do dự, bước thẳng vào khu rừng. Đương nhiên, vùng rừng rậm này cũng có tôn danh của nó. Nơi đây được biết đến với cái tên Quỷ Mộc Xâm Lâm. Đạp mạnh tiến vào rừng rậm, không gian bốn phía bỗng nhiên đã ảm đạm xuống. Tôn Ngộ Không cũng biết đây là bởi vì trên đảo này cự thụ quá mức khổng lồ, từ đó đã che khuất ánh thái dương chiếu xuống phía trên. Dưới chân cành lá khô còng héo úa, chất đống thành một tầng rất dày. Nơi đây không biết đã qua bao nhiêu năm chưa hề có người đặt chân tới. Tôn Ngộ Không nắm chặt kim cô bổng, thủy độn hộ thể phát ra ánh sáng nhàn nhạt màu lam sắc. Vì trời đã mờ tối, trong rừng rậm lại càng thêm sắc thái quỷ dị. Cẩn thận từng bước một tiếp tục tiến tới. Kỳ thực Tôn Ngộ Không cũng tự biết, với pháp lực hiện tại cùng với sức phòng ngự có được từ thủy hệ thần thạch, bên trong bàn cổ giới này những kẻ có thể gây ra thương tổn cho hắn gần như là không hề tồn tại. Thế nhưng dù là như vậy, Tôn Ngộ Không vẫn chẳng dám có chút khinh suất. Bỗng nhiên phía sau có dị động, Tôn Ngộ Không miễn cưỡng quay đầu. Một cây cự thụ toàn thân màu tối đen hiện lên một mũi tên màu bạc bay ngang qua một bên mặt. Tuy không có trúng đích nhưng khí tức sắc bén, có cảm giác như bị từng đợt đâm nhói. Còn chưa kịp định thần, khóe mắt vừa liếc sang bên trái, một cây phía trước, một cây phía sau, tiễn thần lại phóng ra. Nếu như miễn cưỡng tránh thoát, mũi thứ nhất cũng sẽ bị mũi thứ hai đánh trúng. Bởi vì thế đến nhanh như điện xẹt, Tôn Ngộ Không căn bản cũng không có thời gian để lui ra quá xa. Dù sao Đại Thánh cũng là đã kinh qua tôi luyện vô số trận chiến lớn nhỏ mà thành danh. Một cái cúi đầu tránh thoát mũi tên thứ nhất, tức thì kim cô bổng tiếp tục quét ngang. Mũi tên thứ hai đập thẳng vào binh khí, bắn tóe ra hàn quang. Nhân cơ hội này, Tôn Ngộ Không lập tức phi thân nép sau một gốc cổ thụ. Lúc này mới có thể an tâm thở dốc. Ở nơi đây, chưa quen địa thế, đối phương ở trong bóng tối nhất loạt công kích. Điều có thể làm lúc này chỉ là né tránh. Hít sâu một hơi lãnh khí, Tôn Ngộ Không thầm cả kinh. Cũng may, thần thức của hắn nhạy cảm kịp thời phát hiện được lực lượng trên mũi tiễn có chút khác thường. Nếu như vừa rồi vạn nhất khinh thường,
chỉ dựa vào sức phòng ngự từ kết giới thủy hệ, e rằng lúc này đã thụ trọng thương, chưa biết chừng còn đã thân tử. Bởi vì khi mũi tên kia xẹt qua, hắn đã cảm nhận được kết giới quanh mình vậy mà không hề có tác dụng, chẳng khác chi mũi lao xuyên qua tờ giấy. Từ đó có thể thấy được trên thân mũi tiễn kia ẩn chứa một lực lượng khủng khiếp đến độ nào. Chỉ thoáng nhìn qua, ở nơi xa ba mũi tên đã biến mặt đất thành ba cái đại động đen nhánh. Xem ra vừa rồi lựa chọn tránh thoát của Tô Ngộ Không quả thực là chính xác. Đến đây, một cảm giác bị uy hiếp ầm ầm tràn tới, Tô Ngộ Không mới chẳng chút do dự nghiêng người phi thẳng ra phía sau một cây đại thụ. Liền đó, thân ảnh lại nhanh như chớp giật lần nữa biến mất. Ngay tại chỗ Tô Ngộ Không vừa rời khỏi, cũng thình lình hiện ra thêm mấy cái lỗ trống đen xì. Ở sát ngay tại đó mới có thể nhìn rõ, mũi tên bắn tới xuyên qua mặt đất đã tạo thành một cái lỗ trống to bằng cánh tay. Tức giận nhíu mày, Tô Ngộ Không cũng biết nếu cứ tiếp tục như vậy ắt là không ổn. Đang lâm vào thế bị động, tình cảnh này rất dễ bị đối phương nắm được sơ hở. Địch nhân của hắn chắc hẳn phải là một cao nhân cường đại. Xem tình hình thực tế mà đoán định, chí ít hắn cũng có thực lực của hạ vị thánh nhân, mà lại kẻ này cực kỳ giỏi ẩn tàng hành tung cùng khí tức. Bởi vì qua vài lần giao kích như vậy, Tô Ngộ Không thậm chí còn không biết được nhân hình của đối phương, hắn là người hay là yêu, mà lại điểm mấu chốt chính là hắn đang ẩn mình ở nơi nào để phát động công kích. Không thể nghi ngờ, Mỹ Hầu Vương đang hoàn toàn lâm vào thế bị động. Dù sao nơi này cũng là bản doanh của kẻ khác, bất luận là địa hình hay cảnh vật xung quanh đều không thể nào thông thạo như đối phương. Cho nên nếu muốn phản công chỉ có thể dùng đến hạ sách, xuất kỳ bất ý. Chưa kịp nghĩ ra đối sách vẹn toàn, lại là ba mũi tên từ phía sau phóng tới. Xem ra là muốn liên tiếp bắn thủng gốc cổ thụ đang che chắn cho Tô Ngộ Không. Chẳng qua cũng chẳng có gì đáng nói. Đừng nghĩ đến là gốc cổ thụ này, cho dù có là cột đá cự thạch, những mũi tên kia cũng xem như chẳng tốn chút sức lực nào để xuyên qua thành một lỗ lớn. Lần này, do đang mải tìm ra đối sách, Tô Ngộ Không đã chẳng kịp thời biến mất. Thời khắc khi mũi tên bay đến, cách thân cây khoảng một thước, Thạch Hầu mới miễn cưỡng trốn chạy, đương nhiên cũng là đã muộn. Ba mũi công kích xếp thành hình tam giác bắn xuyên qua thân cây, khiến nó nổ tung thành bột mịn. Từ trên cao, vô số mảng gỗ vụn phảng phất như bóng dáng tuyết rơi tà tà bay xuống. Khi tất cả mảnh gỗ vụn rơi xuống đất, cũng là không còn trông thấy nhân ảnh của Tô Ngộ Không trên mặt đất. Tuy nhiên, một vũng máu lại hiện rõ ràng. Không thể nghi ngờ, Mỹ Hầu Vương tất đã thụ thương. Xa xa trên một gốc cây cổ kính, một bóng người lộ ra nụ cười khinh miệt. Chưa đến một khắc, bóng người này đã biến mất. Thời điểm hắn xuất hiện trở lại đã là ở phía sau một tảng đá lớn. Người này vảnh tai nghe ngóng một chút, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc thắng. Liền đó, dường cùng lắp tên. Năm mũi tên nhanh chóng bắn ra mà lại ẩn ẩn hình thành một cái trận pháp hướng về một khỏa tán cây cổ thụ mà vọt tới. Tức khắc, một tiếng hét thê thảm truyền đến. Bóng người này trên khuôn mặt nụ cười càng thêm rạng rỡ. Thế nhưng, chàng cười còn chưa kịp tắt, sắc mặt đã đổi thay. Bởi vì một cây thiết côn toàn thân buốt lạnh đã đè xuống ngay trên vai của hắn. Tô Ngộ Không đã một mình tiến vào Quỷ Mộc xâm lâm, đột nhiên bị một kẻ lạ mặt công kích. Địch nhân có phải là người của Yêu Mộng tộc hay không? Thử thách nào sẽ đợi Tô Ngộ Không ở chặng đường tiếp theo? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 50. Để biết thêm lai lịch về Ngọc Đế Thông Thiên Giáo Chủ Nhị Lang Thần, xin mời các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.